Vâng ạ, xin kính chào toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang trên cái con đường này là con đường mà dẫn lên nhà em Ninh cô chú ạ. Ở trên xóm Rảnh, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình với cô chú, các anh chị với các bạn. Bình thường thì anh em mình đi tắt, mình đi con đường khác. Nhưng hôm nay thì đi con đường này là con đường chính để sau này nếu như được các cô chú, các anh chị, các mạnh thường quân mà giúp đỡ về kinh phí để làm nhà thì chắc chắn là phải đi theo cái con đường này cô chú ạ. Con đường này thì chỉ có thể là đi vào những ngày trời nắng thôi cô chú, bởi vì nó là con đường đất rất là khó đi. Đấy, con leo dốc, con đường này là con đường mà trước đây là người dân người ta mở ra để bà con đi thu hoạch cái cây keo. Thật sự cái con đường này rất là khó đi cô chú ạ. Và ngày hôm nay thì Ngân muốn đi thực tế cái con đường này để xem cái nó khó khăn như thế nào, để liệu mà khi mà làm nhà thì có lên được không. Và ngày hôm nay Ngân cũng dành cái số tiền là 500.000. Đây là số tiền của một bạn Trần Huệ với một bạn nữa mà Ngân cũng chưa có cập nhật rõ thông tin và sẽ thông tin ở trong video cô chú ạ, là ủng hộ là tổng số tiền là 500.000 thì Ngân trích ra để mua nhu yếu phẩm. Và bên cạnh đó thì có ba cái túi quần áo của cô Bích Vân ở dưới Thái Nguyên gửi cho các cháu nhỏ. Đấy, lên trên này thì nó đỡ hơn cô chú ạ, mặc dù là đường vẫn là đường đất nhưng mà nó bằng phẳng hơn. Thì có cái đoạn hồi nãy là rất là khó đi, nhưng mà phía trước này còn một cái đoạn đường rất là dài khó đi cô chú ạ. Điều kiện kinh tế gia đình rất là khó khăn, và cái đường đi nó cũng khó khăn như thế này thì cho nên cái việc mà phát triển kinh tế nó càng khó hơn cô chú, các anh chị và các bạn. Ngân cũng hy vọng rằng khi mà cái hoàn cảnh khó khăn này của em Ninh và gia đình nhá sẽ được ủng hộ, bởi vì là cả nhà đều bị suy dinh dưỡng hết cô chú ạ, rất là thiếu thốn về cả cái ăn. Đấy, hiện tại bây giờ là cái đoạn đường rất là khó đi mà anh em mình này thì gần như là đi xe máy mới đi được, đi ô tô thì tại phải cái dạng cái xe mà hai cầu của chú ấy mới đi được. Cái xe này khó đi quá, không thể đi được, ấm u luôn của chú ạ, rất là vắng vẻ. Đấy, này là đoạn đường rừng, nó rừng keo của bà con. Đấy, là rất là khó khăn cái con đường mà đưa nguyên vật liệu lên cái nhà em Ninh và gia đình, bởi vì là nếu mà đi như thế này thì chắc chắn là cái chi phí nguyên vật liệu nó rất là cao đấy. Mình cũng chưa biết như thế nào. Ngày hôm nay về thì cũng vui mừng, bởi vì là cũng nghe cái thông tin của bên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Lạc Sơn thông báo là có một cái doanh nghiệp là đã sẵn sàng là hỗ trợ về cái gạch đó. Nếu mà khi nào mà Ngân mà triển khai thì sẽ doanh nghiệp đó sẽ hỗ trợ là tất cả cái gạch của chú ạ. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng là cũng chưa vận động được cái gì, cho nên là các anh em thì ngày hôm nay là cứ về là thăm gia đình để trao, trước mắt là hỗ trợ cái nhu yếu phẩm với lại cái quần áo này trước, bởi vì là nhà của gia đình cũng vừa bị sập cách đây khoảng một tuần. Cùng đồng hành với Ngân ngày hôm nay thì lại có em Nhung đấy, nhưng mà do là đi em tự lái xe cho nên là hơi cái đường nó hơi khó đi. Anh em mình đang vượt một cái chặng đường là khoảng độ gần 1 km là đường rừng núi.
giờ ra cái đoạn đường này là nó bằng phẳng hơn, dễ đi hơn một chút cô chú ạ. Bây giờ là xuống một cái con dốc trước mặt là khá là nguy hiểm. Trời ơi, đi được không? Nguy hiểm quá. Ui, đường đi nguy hiểm quá cô chú ạ. Sợ thật, cái này trời, trời mưa thì chắc là đi bộ cũng khó nữa. Chứ nói gì đến đi xe. Đấy, và ra đây thì lại có một cái bãi đất rất là đẹp. Ôi. Rồi, đã đến đây, đây rồi. Ở đây là thải trâu nhiều quá nhỉ. Đây cô chú này. Đấy, ở đây là cái xã miền đồi, xóm rảnh nó rất là cao. Cho nên là ở trên này nhìn thấy toàn là rừng núi thôi cô chú. Anh đi đâu đấy anh mà có cái giỏ to thế? Bắt châu chấu. À, bắt châu chấu ở trong rừng nè. À. Ôi giời, hay quá nhỉ. Có không anh? Có chứ, có. À, thế ạ. À. Cái này con này phải bắt ban đêm đúng không? Vâng. Thế là anh vào là vào trong rừng là vừa đấy nhờ. Vâng. Ui. Vâng ạ, thưa cô chú, thưa anh chị với các bạn, sau một hồi hành trình một cái chặng đường đồi núi khá là hiểm trở và cũng rất là phức tạp thì Ngân này, anh hôm nay có anh Lượng bên chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ của xã Miền Đồi cùng em Nhung và cháu Chi thì hiện nay đã đến được cái điểm ở trên này để xuống chuẩn bị là xuống cái nhà của gia đình của em Nịnh và em Cúc và các cháu nhỏ rồi. Thì bây giờ thì ngày hôm nay Ngân mang rất là nhiều đồ lên cô chú ạ, để phải cùng đi cho nó tình cảm và cũng có người mang đồ nữa. Thì bây giờ anh em mình cùng xuống dưới kia đi nhỉ. Vâng. Ui, ở đây là có những cái đàn trâu buổi chiều về. Nhưng mà đi đằng nào đấy? Nó về đằng nào. Nhà nó đằng nào đấy nhỉ? Nhà đi đằng nào mà sao nó đi nhỉ? Đi nó. Đi. À, về đằng này hả? Nó thấy mình nó sợ đấy. Thế thì lên đằng này cho nó đi qua đi đâu. Vâng. Đây. Mình xách đồ. Những cái gì đấy anh? Cái này là quần áo của, toàn là quần áo thôi của cô Bích Vân ở dưới Thái Nguyên gửi cho mấy cháu này. Chị xách giúp bác cái này chị. Quá. Cũng hơi nặng đấy. Đấy. Còn anh sẽ cái toàn cả đồ mùa đấy nữa cơ. Mùa đông mùa, cầm lấy cả cái đấy tiệt đây. Còn bên chú anh Lượng là cái nhu yếu phẩm. Đấy. Anh em mình xuống dưới nhà đi nhỉ. Vâng. Đấy. Đường đi hơi khó khăn. Nhưng mà này thì không biết là xây nhà nếu mà khởi công thì không biết là đi kiểu nào được đây. Nhung thấy đi con đường này em thấy thế nào Nhung? Em thấy sợ. Sợ đúng không? Đấy. Mưa thì không đi được. Tóm lại không nổi mưa đấy. Không đi được. Đấy. À. Sợ thật. Ôi. Đấy, đường đi thế này. Nhưng chính là đường này lại nếu mà đi xe máy mình để lên trên này nó lại gần hơn là đi bộ đằng kia. Đằng kia phải leo dốc. Có một đường này đi xe được thôi ạ? Đấy, có một đường này, đường dưới kia đi bộ xa lắm em. Em còn chưa biết là cái đường nào nó rõ xã mình. Ôi. Rồi thôi. Chào em nhá. Đi xuống dưới nhà đi. Cái này là cái quần áo em cứ xuống dưới nhà đi, anh xách xuống cho. Chào bác chưa? Rồi. Rồi. Ngoan quá. Ừ, ngoan lắm, con bé này giỏi, bé này giỏi miệng. Đang làm gì em? Chuẩn bị đi xoay. Đi xoay, xoay gì? Xoay chấu chôm. À, đi xoay về bán à? Chào các anh các chị à. Ăn à. Chào bé nhá.
Đừng sao bán có thì bán cho anh tí để không kịp được. Khả năng ở trong nhà tối lắm, nhà mình có cái tấm bạt hay cái chiếu gì không chảy. Thân nhà mình ngồi ngoài này chắc là tình cảm nhỉ. Mát, ngồi mát này. Đấy, để anh ngựa ngay, anh xách đồ đi cả. Đồ cả. Chị đâu? Cứ để đấy đó. Chị. Đi tắm. Có cái đấy không mà Phúc? Có cái bạt cái. Vào đây. Có biết em chiếu nào? Gì không? Không. Chảy từ dưới này này. Gì cũng không biết. Đấy. Đấy sang đây. Gì nhỉ? Hoa hay là hoa nhỉ? Hoa. Hoa à? Hoa chưa? À. Chào các bác, chào các bác, các cô, các chị. Nói lại nào. Con chào các bác, các cô, các chị. Rồi, ngồi ngoài này cho nó mát đi nhỉ. Ui. Đấy, để hết đồ lên đấy đi nhỉ. Rồi, các cháu ngồi xuống đây nào. Mà đây nào. Có túi không cất này. Sứa nào. Rồi, đúng rồi. Chị Nhung ơi. Vâng. Chị lấy sứa cho các em nó cất vào trong kia đi. Cái nhà ấy. Đây. Để điện thoại lên này. Chi cùng lấy. Vào đây. Mang cả túi đen này vào đấy. Ui dồi, nhiều đấy. Nhiều mà. Biết cái gì đâu. Con áo. Đúng. Con áo à. Chị Nhung lấy sữa cho các em nó, các cháu nó uống. Đây là quần áo nhá. Này. Quần này. Áo nặng thế. Con chị ạ. Giỏi lắm, giỏi miệng cực luôn đấy. Khoa không ai bảo nhá, mà biết như thế nhá. Đấy. Thường nhất là lớp đây. 3 rồi mà. Lớp 3 à con? Lớp 3 mà nhỏ thôi. Đấy. Chưa bằng cái đứa lớp như 5 tuổi ấy nhỉ. Đâu. Đây nhá, hôm nay các bác các anh chị về đây nhá, có mua một chút cái đồ cho các cháu này, này sữa này. Này biết cái này. Này cái gì không? Hôm trước ăn quả quả bầu thiếu cái này đúng không? Quả bí. Quả bí à? Em nhầm à? Quả bí mà không có. Đây sữa nhá. Thầy nó kêu. Bảo là lạ quá. Đây. Đây là sữa cho các cháu này. Còn đây là muối này. Ở quán ngoài này nó không có mấy cho nên là anh cũng mua tạm thôi. Đó còn bóc em bóc bánh cho các cháu ăn đi. Nước mắm này. Nước mắm. Đấy. Có rửa bát này. Rửa bát này. Đấy. Rồi phòng bột giặt xà phòng đấy. Đấy còn cái thùng mì này để trong này luôn. Còn tối nay thì không phải ăn đấy nữa nhá. Rau cái gì đây nhá. Cái gì đây? Không cái này. Cái này cái gì đây? Cái thịt. Cái thịt là con thích không? Thế bao lâu rồi chưa được ăn thịt? Chưa hay mới? Lâu rồi á? Lâu rồi không được ăn thịt à? Thế có thèm ăn thịt không? Thế con có nhớ là bao lâu rồi con không ăn thịt, không được ăn thịt không? Bao lâu rồi? Mấy hôm rồi? 10 hôm. Chắc không? Hay nhiều hơn? Thế nhà em đấy à, từ hôm giờ cũng chưa mua thịt, mua cá gì cho con cháu à? Có không em? Có thịt cá được không? Không dám mua á? Có một lần mua. Có một lần mua từ lâu rồi à? Trời ơi. Thế thì sống làm sao được bây chắc giờ? Chắc thế nên còi đấy. Cho nên là còi đây này. Hay. Cả nhà. Này chắc được đấy không? Được 7-8 cân không? Được không chị? Thôi chắc hơn nhỉ? Chắc mười mấy cân chứ? 14 cân. 14 cân lớp năm nay lớp 4 hả? Lớp 3, 9 tuổi. Lớp 3. 9 tuổi. Năm nay lớp 3, bắt đầu đầu năm học này là lên lớp 3 rồi. Lớp 3 mà chúp lại lớp 2. Chúp lại năm rồi. Bây giờ lên. Bây giờ năm nay được lên rồi gì? Nghĩa ra là lớp 4. Đây cái thịt này nhá. Tí nữa đây anh cho em đưa cho em Nịnh đi. Trong này tí nữa lên rang lên ăn dần cho các cháu nhá. Chia ra mỗi bữa được 3-4 miếng để cho các cháu ăn cơm cho nó dễ nuốt. Bây giờ các em thế này khổ quá. Ăn uống không đảm bảo tí nào. Cả 10 hôm mà không một miếng thịt nào thì các cháu làm sao mà đủ chất được. Còn cái này thì mì tôm nhá. Con hay ăn mì tôm không? Có. Thế có mì tôm để ăn không? Thế còn có mì tôm là còn đỡ nhỉ. Thế thỉnh thoảng chắc là mua 1-2 gói cho cháu đúng không? Đấy, cái này dùng để ăn đấy nhá, ăn sáng nhá. Còn đây rất là nhiều quần áo này nhưng mà tôi nó nhà mình chật thì bác Ngân không có lôi nữa nhỉ, không lôi chắc nữa nhỉ. Xem 1-2 cái không được anh. Cái nào vừa cái à? Xem em lấy đi con gái em đấy cho các cháu. Xem có này, em mặc áo vá này. Em mặc áo vá này. Ờ. Thế nhỉ. Cái này là có cái đồ cả cá mùa đông nữa bác Bảo Vân ở dưới Bảo Vân ở dưới Thái Nguyên gửi không biết là những cái đồ gì đây. Cái này chắc là em này đấy. Ờ.
Đó. Đấy. Nhờ. Vừa em đấy, vừa em gái. Em lớn đấy. Đấy. À, có cái đồ gì mới đấy. Thơm lắm. Đó. Cái này là hơi lớn. Cái này là cả nhà. Ở trong này là đồ cả nhà đấy. Có cái vừa mẹ ấy, cái áo này vừa. Đây là thôi chúng con cũng lôi ra đi. Để đồ con gái. À cái này chú Ninh này. Đấy. Ôi đẹp quá. Rất đẹp. Trời trời ơi. Về chú Ninh đây. Cô mua cho cả nhà mà. Đấy. Đây chú mua cả nhà đấy. Cái này còn mới này. Đồ này của cháu Hoa là cho đây cái này cũng của em nhỏ em lớn này. Em lớn này giờ đi học lớn. Mặc vừa nhá. Đấy. Đấy có cả quần bò cơ. Ôi trời ơi. Nhiều quần áo lắm cô. Đấy. Cái này là chắc là không phải là to, không phải mà tại em nó nhỏ. Nhỏ quá. Người nhỏ quá. Em lớp mấy rồi? Em lớp 5 hay lớp 7? Lớp 6. Biết chị này không? Không biết hả? Chị này biết em không? Ui mấy cái nhỏ nhỏ chắc wow, đẹp quá. Nhiều quá. Thì sao là trong này có chắc nhiều cái vừa. Nhiều cái vừa. Nhiều vừa. Sao nó có cái nào vừa đi thay cho cái này vừa... con gái này này. Quy định này con gái này. Con gái. Con gái chứ em Nhung. Đúng vâng, không? Vâng. Cái này của em lớn. Em lớn. Em nhỏ này nhỏ quá chưa thấy được cái nào nhỉ. Dạ. Yeah. Mình mở em thử mở cho xem nào. Mở bên cái này ra xem chim. Em cái này em lớn em cái em thử cầm thế nào. Em mặc thử vào cái này đi, em vào nhà mặc cái này đi cho cô xem video cô thấy. Đấy. Còn đồ mùa đông cái em cái này ấy. Đồ mùa đông em thì em mặc màu này. Thích nhau hơn không? Mặc đấy, mặc cái nào mặc đấy chứ. Mặc một cái. Cái này là chú Nhiệt này. Ôi, đây là chú Ninh. Chú Ninh thôi. Đấy. Em bé này gầy quá. Em gầy quá, không biết là mặc cái nào cho vừa đây. Ăn nhiều rồi nhá. Ăn nhiều mà để vừa cái quần này rồi. Chắc là của cho em Cúc được phải. À, cái này cho mẹ này. Ừ. Mẹ đấy. Đấy. Đồ con gái mà chúng con cũng lôi đi. Này, không, cho thể lôi ra mới biết chứ nào. Cho cái này bé nhỏ được. Đấy. Ừ. Ừ. Đấy. Xong vào cho chị thay à. Em. Xem cái này đi, cái này đi, cái này đi. Cái đồ đấy có đấy không? Có sành điều quá không? Sành điều đấy. Mặc cho nó sành điều cho nó xinh gái. Ủa trong này mùa đông nhiều quá. Nhưng mà thử em bé này cái này vừa không? Em bé gầy quá. Em bé gầy quá. Ăn nhiều và để vừa quần này nhá. Đấy. Ôi tôi hết rồi đây nhỉ. Xong rồi thì cứ rồi cái áo này chắc là cho mẹ đây này. Chắc chắn rồi. Ui. Đấy mùa đông hôm nay không lo rét nữa. Cái này nếu không là vừa đấy nhưng mà hơi dài. Đây là kiểu như chị trong tí thôi các em ghép lại gọn này nhá trong buổi tối nhá. Này áo này của chú Ninh như này. Đấy quần này con em chị Cúc gái vừa. Em tên là Hoài à? Dạ. Mẹ bố mẹ có mua quần áo mới cho không? Không khổ quá lấy được tiền đâu mà mua đây cái này là của em đấy. Không mặc em mặc quần này chứ xinh gái là chú Ninh có hay ghen không? Dạ không ạ. Không ạ. Xinh nhà mình ít. Tại xinh gái rồi xinh cho mình thôi nhỉ. Anh chơi đi thôi nhá. Đấy. Đây quần áo này toàn cái này dẹp quá. Đây này. Em bé này. Em bé gầy quá không có cái nào mặc vừa. Cái này là đi học nè. Thấy sơ mi giống kiểu cô gửi cho em này. Đúng không? À. Này cái lỗ nó ùn được rồi đấy thấy chưa ui mấy cái chân là cái bé này, tí chú Ninh ơi đi thay anh cái này cho nào áo mặc, trắng này mặc. Xem nó có đẹp trai lên tí không đấy. Đấy áo đấy đấy mặc vào đi ừ. Đấy cái đấy cũng được áo này à thanh niên áo thanh niên mặc được lâu lâu đi họp hội thấy xóm mặc áo vào có logo của đoàn thanh niên Việt Nam đây đấy em bé này chưa thấy em bé chưa thôi cái này thôi lần sau chú bác Ngân lên bác mua Ngân này mua riêng cho cháu bởi vì là đấy của mẹ hay của con đây của mẹ rộng lắm nhà toàn người nhỏ tí anh nói như thế ngang như em cũng mặc của mẹ nhà của em cũng mặc cái rộng không nhà không mình phải em không biết là anh nói là cái vừa ấy bọn em toàn này được chưa qua đấy mặc thế thế nào đó nhìn xinh gái bác Ngân thấy xinh lên rồi đấy sáng sủa thôi cái này là đồ gọi là đấy thôi cái này là gia đình mình là chọn là cái nào thì mình ai vừa cái nào thì mặc đâu bởi vì là rất là nhiều bây giờ cũng không biết là của người nào dành cho người nào cả xin cô chưa xin cô đấy con bé này nhanh mồm nhanh miệng lắm ơi Ngân rất là cảm ơn cái tình cảm của cô Bích Vân ở thành phố Tây Nguyên đã gửi rất là nhiều quần áo lên cho gia đình của các em với các cháu
không thể nào biết là của ai là của ai được, bởi vì là rất là nhiều. Thì bây giờ là gia đình em nhé, tí là ghép gọn lại xong rồi ai mặc được cái nào thì mặc nhá Cúc nhá. Ờ, đây xem nào, em định ra đây thế nào. Chú này nhỏ con đấy nhỉ. Đúng nhỏ. Đây, này, đây. Này không tí hon thì anh là tí hon rồi. Đây đến vai anh, đến vai chưa? Đến vai. Đến vai rồi. Đấy, thế là em tầm mét 4 mấy. 1 mét 4. Mét 4 thôi. Đấy. Anh là lùn lắm đấy, anh đi đâu anh toàn cước này mà. Anh Ngân cũng nhỏ chứ mà. Đấy, em còn nhỏ hơn anh. Cho nên gia đình, cho nên mới gọi là gia đình tí hon là như thế. Thôi em ngồi đấy cho uống nước đi nhá. Tí nữa chuẩn bị thái thịt này kia cho các con làm bữa tối đi nhá. Dạ. Đấy, tối nay là có thịt ăn nhá. Dạ. Vui không? Không phải ăn rau sắn đâu nhá. Vui nhá. Khổ. Ngày hôm nay nhá, các anh về á, là thứ nhất là có anh Lượng ở bên hội chữ đỏ thì chắc là ở đây thì các em biết rồi. Nhà cho em Nhung thì cũng ở xã miền đồi của mình, với lại cháu Chi cũng là ở miền đồi. Đấy, anh về đây thì 2-3 lần rồi, các em cũng không lạ nữa là ngày hôm nay thì buổi chiều nay là tranh thủ là về đây thì để tặng cho các cháu một ít cái thức ăn đó, với lại cái này là cái quần áo này là cô của bà Bích Vân ở dưới Thái Nguyên là gửi cho gia đình các em. Còn cũng báo với các em một cái tin nữa là cũng vui nhưng mà cũng chưa được trọn vẹn, có nghĩa là có một doanh nghiệp thì cũng đã đồng ý là hỗ trợ cho các em là cái gạch, hết cái gạch để xây nhà. Đấy, nhưng mỗi cái gạch thôi thì còn rất là thiếu nhiều cái, xi măng, sắt rồi cát rồi rất là nhiều cái nữa cơ. Đó, để xây dựng thành một căn nhà thì còn rất là cần nhiều cái sự giúp đỡ của bà con, của các cái mạnh thường quân, các cô chú anh chị xa gần đấy, nếu mà có thương tình thì giúp gia đình em với các cháu thì anh lại báo cái tin tiếp theo. Còn trước mắt là chia sẻ với các em như thế và hy vọng là các em sẽ với các cháu là gặp được cái may mắn để sắp đến này là có một cái ngôi nhà nó đủ kiên cố, chứ không phải ở trong một cái lán như thế này nữa. Bởi vì anh tin rằng cái lán nhà em ấy thì bây giờ chỉ cần một trận gió nhẹ nữa nó cũng lại sập tiếp thôi. Mà sập lần này là không biết là làm ở chỗ nào nữa, mà có vật liệu để mà làm hay không, hay là lúc đấy lại dắt díu nhau đi ở đâu thì cũng rất là khổ. Đó. Nào, áo uống sữa có ngon không? Sữa có ạ đấy nhá. Đấy, đúng rồi. Đấy. Chị ít nói hơn nhỉ? Chị thì ít nói hơn. Các em đi học bằng cái gì? Đi bộ hả? Đi bộ chị ạ. Đấy nhá, phải nói là đi bộ chị ạ đấy nhá. Hai chị em cùng đi à? Dạ. Đi bộ cả ngoài nào? Ngoài ủy ban. Bên chỗ em ấy. Bên chỗ nhà ban. Từ đây ra tầm khoảng 6-7 cây nhỉ? Em nghĩ 7 cây chứ. Đi đường này. À, bọn em đi đường này hả? Nếu đi xe. Đi bộ xuống đường này này, có cái dốc thoải thoải xuống này, đi bộ ra. Em không biết khoảng 4 cây. Nhà em thì không có xe đạp, không có xe máy gì đúng không? Mà có ai hay đi không? Có ai đi xe máy hay xe đạp gì không? Biết đi. À, biết đi xe máy à? Hay đi. Có ai đi máy là đi xuống lên trèo lên dốc, xuống dốc không dám đi. Tốt nhất là thôi không ai đi, đừng đi. Đi liều sợ lắm. Có tập dần dần thì đi được, nhưng mà bây giờ thì như thế thì đúng là không biết đi thật, nhà có xe đâu mà đi. Thế bây giờ hồi em là ví dụ mà đi mua cái gì thì đi bộ à? Dạ, đi bộ. Đi bộ. Đi cả mấy tiếng đồng hồ mới ra bên ngoài kia thì cũng vất vả nhỉ. Không nghĩ là ở trên mình còn có cái hoàn cảnh nó cũng giống như biệt lập ở trên này như thế này. Ở đây là cũng là một cái quả đồi rồi đấy. Nhưng anh em mình đi cái đường hôm nay là quá là hiểm trở. Đấy. Cái này là chỉ cần mà mưa xuống một ngày thôi, mưa to thôi, lại phải tầm một tuần sau nó mới khô được. Nó mới khô đường, lại mới đi được cơ. Đấy, cái đường này nó không phải là đường bê tông, nó cái đường đất đá này. Cây tre tùm lên như thế, cái đường rừng mà. Thế cho nên là nếu mà cái việc mà làm nhà anh Lượng ạ, thật ra rất là gian nan đấy, không phải đơn giản đâu. Trời ơi, chọn ngày nắng. Trời chọn ngày nắng mà ví dụ như nó mưa cái thì lại cả tuần sau mới chở được. Lại cắt vật liệu. Con uống mấy hộp rồi? Mấy hộp sữa rồi? Vừa một hộp rồi à? Một bác ạ thế nhá. Rồi. Ui đừng ăn, đừng cậy ở trong móng tay con, xây cái móng tay con đen xì được không? Con cậy thì trong đấy ăn là vi khuẩn đấy nhá. Vi khuẩn nó vào chui vào trong bụng đấy, đừng cậy thế nhá. Ừ. Đấy.
ăn bánh thì chị Nhung bóc cho em một cái. Còn muốn ăn không? À, không, ở đây à, còn. Không à? Ờ, thế thì thôi. Để ăn tiết kiệm nhé. Sữa cũng thế, sữa. Chia nhau hai chị em chia nhau ngày uống hai hộp thôi. Sáng uống một hộp, tối uống một hộp thôi. Chứ uống nhiều lại hết đi, lại bữa sau lại không có nhá. Ừ. Bố mẹ có tiền mua sữa cho các em không? Không. Làm gì có, tiền thức ăn không có. Không tiền, có đúng không? Tiền mua bột ngọt còn không có nên làm sao có tiền thức ăn. Ăn quả bí nhạt quá hả? Bí nhạt, bí là không bí dẻo, không phải bí dẻo đâu, nhìn nó sượng sượng ấy, nó không có dẻo đâu. À? Không phải bí dẻo. Này lại trong veo nước mà nhìn thấy đáy nồi ấy, thì làm sao mà thế mà ăn húp ngon lành. Ngày trước ở nhà ở đây à? Ngày trước là nhà, cái ngôi nhà sàn ở trên đúng cái nền nhà này. Nhưng mà sau đấy thì gió thì bị đổ sập cái cột xuống. Đấy, cái cột bục nát ở bên kia. Đấy. Cột đây là cột mục nhất đấy. Đấy, xong rồi nó sập xuống. Làm cái lán này làm lán ở đây. Đấy. Đâu, xem nào, để xem rau sắn rau gì bữa tối nay như thế nào nào. Đâu, cháu nào dẫn bác đi nhỉ, để xem nhỉ. Nhanh nhẹn. Nhanh chân lắm. Tôi lần sau bác Ngân lên bác mua quần áo riêng cho đặc thù cho cháu Hoài nhá. Gầy quá. Gầy quá không có đồ mặc vừa. Đâu? Đâu rồi rồi. Bé tí. Đâu rau sắn ở đâu? Hả? À, tối om thế nhà có điện không? Có ạ. Nhanh nhẹn đấy. Ây. Thật đấy em cũng đang định hỏi xong mèo phải xích. Về đây xem tí xem nào. Ủi tối thế này có điện không? Nhà con có điện không? Đây. Ồ. Chị Nhung ơi, chị Nhung lên đây mà xem này. Chị Nhung lên đây để xem cái ổ điện nhà con ở đâu. Đây. Đây, để bác bật cho. Nhưng mà cắm kiểu nào? Cắm kiểu nào cho nó sáng? Đâu, không thấy đâu. Mở cái này ra hả? Đâu, có cái dây đâu. Cắm cái nào vào? Cái vàng. Cái này, đây rồi. Rồi. À đây, lại có một bóng thôi. Ui, nguy hiểm quá. Đây. Trong này tối quá để bác đây em ạ. Anh bật để điện thoại cho nó sáng nhé. Em cầm điện thoại để bê ra ngoài kia cho em cho nhìn này. Đây, em cầm đi. Không phải rau sắn. Thật. Rau gì đây? Rau sắn. Rau cải à? Đây. Không phải rau cải. Này rau gì? Rau này rau gì chứ? Rau này rau gì đấy? Rau rừng à? Thật giống rau rừng. Có biết rau gì không? Sau gì đang hỏi mẹ. Sau này có mùi rau này rau gì, rau rừng, rau này chắc là rau rừng, không phải rau sắn rồi. Không phải rau sắn rồi. Thế là cả bữa tối nay là cả nhà cùng ăn món này thôi á. Thế không thấy có mỡ gì, không có cho không dầu mỡ gì. Không có mỡ đâu. Không có mỡ đúng không? Rồi. Thế thôi, bác chỉ xem như thế này thôi là biết là như thế nào rồi. Nhà chả có cái gì anh nhỉ? Có cái gì đâu, cái gì sập. Ăn uống như thế này, ba bữa lên thì thấy là rau sắn. Rồi xong rồi này, một hôm rau sắn, một hôm bí không. Và hôm nay là cái rau gì? Không biết cái rau gì luôn. Tắc chuối không anh nhỉ? Mất tất là tắc gì? Em không biết tắc chuối luôn. Cái rau đấy là rau gì? Em có biết rau gì không? Người mừng cải sơn la. Cải sơn la á? Cũng hơi giống cái này, cải. Ngồi xuống con. Nhưng mà cái này thì đấy hả? À, cái này thì em quê em là rau chuối đấy. Em đi ngắt ở trong rừng à? Đi hái trong rừng à? Không. À. Nhà em trồng à? À. Thế ăn tối nay là chỉ có như thế thôi. À. Thế trưa nay ăn cái gì? Trưa nay con ăn cái gì? Ăn rau sắn. Rau sắn. Trưa nay ăn rau sắn. Chắc quen với vị rồi, rau sắn rồi, lúc nào cũng rau sắn, đây rau à? Sắn. Đấy. Hái ở đây à? Rồi, rồi. Khổ quá. Tôi tạm thời như thế thôi, biết làm sao được nhé. Còn tí thịt đấy, tí là hơn một cân thịt đấy. Xong rồi em thái rang khô lên cho các cháu để ăn dần từng bữa, rồi 2-3 miếng gì đấy. Còn cho các cháu để các cháu cùng ăn nhé. Đấy, chứ còn bây giờ như thế này thì khó khăn quá. Các em sống như này được để cho các cháu như này cũng rất là khổ. Không biết làm cái nào. Đấy. Cắt móng tay này đi nhá. À, thưa với các cô chú, anh chị với các bạn, Ngân cũng muốn chia sẻ lại một lần nữa.
cái nhà của em Bùi Văn Nịnh với em Bùi Thị Cúc với lại các cháu thì ở xóm Rảnh, xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Thì trước đây Ngân có về 2 lần, thì còn có cái ngôi nhà sàn ở trước cái nền nhà này, nhưng mà do cách đây khoảng độ 1 tuần thì do cái trận mưa lớn và gió bão thì ngôi nhà nó bị sập rồi. Thì bây giờ 4 thành viên trong gia đình, 2 vợ chồng, 2 đứa con thì đang ở tạm trên cái túp lán tạm bợ và cũng là rất là siêu vẹo rồi cô chú, anh chị với các bạn. Thì Ngân về đây á, thì cũng chia sẻ với gia đình, với cũng chia sẻ với toàn thể các cô chú, anh chị cùng với các bạn là có một doanh nghiệp ở dưới thị trấn Vụ Bản của Lạc Sơn cũng đã đồng ý là hỗ trợ toàn bộ cái chi phí về gạch để xây nhà cho các cháu. Nhưng gạch không thì cũng chưa thể làm được cô chú ạ, còn rất là thiếu nhiều. Mà đặc biệt như cái con đường mà các cô chú, các anh chị, các bạn vừa thấy anh em mình đi lên đây rất là khó khăn. Chính vì thế là để mà vận chuyển cái nguyên vật liệu lên trên này để xây nhà cũng là một cả một quá trình rồi. Có thích nhà mới không? Đấy. Cháu phải ngoan rồi nhá, nếu muốn làm nhà mới thì cháu ngoan nhá. Đấy, chị gái có thích nhà mới không? Thích nhà như thế nào? Công viên làm sao biết được nhà nào? Thích nhà như này à? Thích nhà gì? Con thích nhà gì? Con thích nhà gì? Nhà xây. Con thích nhà xây. À. Tại sao thích nhà xây nhỉ? Sao đẹp à? Thế làm sao nữa? Nó có gì? Nó khỏi gió. Nhà này gió đúng không? Nó có bị dột không? Có bị ướt không? Con ở giỏi và các mạnh thường quân sẽ có thể là giúp các con nhiều nhá. Không biết giúp được không rồi thì mình cứ đi như này đã, may mắn được, may mắn đến hay không thì lại còn tùy vào cái duyên cái của nhà em. Còn nói anh cũng chỉ là cái cầu nối, không đến thăm gia đình thì có phần nào như thế này chia sẻ được một chút xíu như thế này thôi nhá. Ngân chỉ hy vọng sẽ gia đình sẽ nhận được nhiều cái tình yêu thương may mắn từ phía cô chú, các anh chị và các bạn. Bây giờ thì ngày hôm nay các bác, các chị là về thăm gia đình các cháu là như thế thôi nhá. Chuẩn bị là tắm rửa đi, xong rồi mẹ hay bố rang ít thịt lên cho các con để các con ăn cơm nhá. Chứ thấy nồi rau của các con là như thế là thấy khổ quá. Bác không ngày nào đến ngày nào cũng toàn thấy mỗi nồi rau không thấy mãi thì các cháu làm sao mà nuốt được. Kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị cùng với các bạn, trước tiên Ngân rất là biết ơn và trân quý những cái tình cảm của các cô, các chú, các anh chị, các bạn là gửi những cái món quà, từ những chiếc áo, từ những gói bánh đến với gia đình của 2 vợ chồng em Nịnh, em Cúc và các cháu ở đây. Thật sự không biết nói gì hơn và cũng chỉ mong rằng là những cái tình cảm của các cô chú, các anh chị cùng các bạn thì ngày sẽ dành nhiều hơn cho gia đình của các cháu ở đây để các cháu sớm có một ngôi nhà nho nhỏ để chui ra chui vào, giống như ước mơ của một đứa bé chưa biết là như thế nào, nhưng mà cháu ước mơ có một ngôi nhà như thế, chắc chắn là trong cái suy nghĩ, trong cái khát khao của cháu là nó mãnh liệt, nó lớn lên như thế nào. Thì Ngân chỉ hy vọng rằng những tình yêu thương của ông bà, các cô chú, các anh chị xa gần sẽ đến với gia đình của các cháu để giúp các cháu có một cái cuộc sống tốt hơn, một cái tương lai tốt đẹp hơn để có thể là sau này vượt qua được những cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói như thế này. Video ngày hôm nay Ngân sẽ xin khép lại tại đây cô chú, các anh chị và các bạn, bởi vì là cũng rất là tối rồi, anh em mình còn phải hành trình một cái chặng đường đi xuống núi cũng khá là nguy hiểm nữa. Chính vì thế thì xin hẹn gặp lại toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn ở những video tiếp theo. Nhà mình chào các ông bà, các cô chú đi nào, các con chào đi. Chào. Rồi, ngoan quá.